Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng được đông đảo người dân hưởng ứng bằng việc làm thiết thực, đó là mua và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước. Giờ đây thì xu hướng sử dụng hàng Việt Nam của người tiêu dùng đã tăng cao, nhất là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Kết quả này là sự cố gắng của nhiều cơ quan ban ngành, trong đó có hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Là một tổ chức dù mới đi vào hoạt động, nhưng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã có nhiều chương trình đẩy mạnh hoạt động chuyên môn để gắn kết các hội viên. Các chương trình hoạt động gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Hiệp hội phát động như nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp để góp phần xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng đã trở thành đòn bẩy hữu hiệu để giúp các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và mở rộng thị trường. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Yên Bái đã tổ chức chương trình tọa đàm xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nữ Yên Bái với các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Thông qua các cuộc giao lưu ở các tỉnh, nhất là đối với Hà Nội, thì để làm sao mà cái sản phẩm của Yên Bái ngày càng được có cái tín hiệu tốt hơn và được bán đúng địa chỉ, nâng cao được cái đời sống cho người dân trực tiếp mà có những sản phẩm đó. Tại buổi kết nối giao thương, các doanh nghiệp đã tập trung chia sẻ, trao đổi những thế mạnh về sản phẩm của mình, khả năng về sản xuất, hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, để sản phẩm phát triển hơn nữa trên thị trường, rất cần có sự liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao cái hoạt động giao lưu, kết nối giao thương của Câu lạc bộ Doanh nhân tỉnh Yên Bái. Thì đây là cái cơ hội mà chúng tôi giới thiệu, quảng bá cũng như là tuyên truyền cho hội viên phụ nữ chúng tôi biết được những cái thế mạnh, những cái sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Sự phát triển đó là một cái sự kết nối giữa chị em nữ doanh nhân của tỉnh Yên Bái với các tỉnh thành bạn để có một cái mối quan hệ mật thiết và một cái cầu nối, và đồng thời là cũng là mong muốn để đưa các sản phẩm vùng Yên Bái tới các tỉnh thành trong cả nước. Và bên cạnh đó thì Nữ Doanh nhân Yên Bái cũng mong muốn là xây dựng một số những cái sản phẩm đặc trưng của Yên Bái có thương hiệu, có nhãn hiệu. Tại buổi kết nối giao thương lần này đã có nhiều hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp được ký kết với mục đích tăng cường kết nối trực tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề phát triển và mở rộng thị trường, tạo cơ hội trực tiếp cho các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu, sắp xếp các gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu dùng. Qua cái cuộc mà kết nối giao thương này, chúng tôi đã vỡ ra rất là nhiều điều. Và sau cuộc này thì tôi nghĩ là công việc của chúng tôi sẽ chuyển mình rõ rệt và cũng sẽ góp phần đưa được những cái sản phẩm gọi là đặc sản đấy, vùng miền để đưa lên các tỉnh bạn. Tất cả chúng tôi kinh doanh bây giờ cũng đều hướng tới là khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, và chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái phong trào rất là nhiều. Và qua những buổi kết nối giao thương này thì chúng tôi cũng lại biết được thêm những sản phẩm của các vùng miền khác. Có thể khẳng định, thời gian qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành triển khai đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Các hoạt động xúc tiến thương mại cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại, đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, góp phần tích cực vào thành công của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.